Xin chào anh, chào anh quay trở lại với tôi. Rồi tôi sẽ mở một món đồ tôi mua trên Shopee về. Đó là cái lưới che nắng nhá. Lưới che nắng mà cái màu đen ấy. À, các bạn mua tôi mua Shopee về với giá là... Cái này thì nó không ghi ở đây. Nó hơn 1 cân thôi, tôi mua 5m mà hơn 1 cân tí thôi. Nó cũng bình thường không nặng mấy. À, khoảng 200. À hơn 100. Hơn 100 thôi. Gần 200. Còn nếu bạn muốn mua cái lưới này như thế này thì bạn bấm cái link bên dưới. Các bạn cách mua thì các bạn chọn số lượng nhá. Ví dụ các bạn số lượng ví dụ 1 là các bạn chỉ mua 1 mét thôi. Còn ví dụ bạn muốn mua 10 mét thì các bạn ghi số lượng là 10. Chọn số lượng 10 thì người ta sẽ đo 10 mét. Các bạn vào đọc hướng dẫn, người ta hướng dẫn ở trong cái link mô tả nhá. Giờ mình sẽ mở hộp ra. Lưới là để che nắng. Lưới này là lưới Đài Loan gì đó. Các bề. Đây cái lưới, không biết là các bạn nhìn rõ không, lưới nó như kiểu là cái cước ấy. Nói chung thì cái này như kiểu này thì khá là chắc nhá. Nếu các bạn muốn mua cái này, mình sẽ không mở thêm nữa. Cái này mình mua là 5m. Không biết là chuẩn hay không chuẩn, mình không đo được. Cái này mình để đi che cái chuồng đấy. Mua tầm 5m rồi. Mình đo đạc sẵn rồi mình mua. Còn các bạn muốn mua cái lưới này để che nắng với giá rẻ thì các bạn bấm vào cái link ở dưới này nhá, mô tả này. Bấm vào link ở đây xong bạn chọn số lượng bạn cần mua nhé. Ví dụ bạn mua 20m thì bạn chọn số lượng là 20. Ví dụ mua 5m thì các bạn chọn số lượng 5 như mình là người ta ship cho. Ok, chứ không phải mình bán nhé, mình mua về mở hộp cho bạn xem. Đây lưới khá dày và chắc chắn nhé. Đây ở đây nó có cái mép, nó bọc như này. Cái lưới che nắng ấy nó không phải là lưới kín đâu, mà các bạn sử dụng che nắng bạn quây cái này cái kia cũng được rồi này. Sử dụng tốt. Cái này mình nghĩ là bền và chắc chắn. Ok, mình xin tạm dừng video ở đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ video, đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.